khung nhà lắp ghép thép nhẹ. Đây là một trong những công trình đến từ nhà An Thịnh Phát. Nhà lắp ghép thép nhẹ được đầu tư kỹ càng với những công đoạn lắp ráp, cũng như từ những thiết kế rành mạch nhất, bắn vít cố định các khớp nối của khung sườn căn nhà. Phải đảm bảo các chi tiết thật liền lạc và thật kỹ lưỡng nhất. Đoạn khớp nối từ dưới phần gốc căn nhà không hề kém quan trọng, giúp căn nhà đảm bảo gia cố hơn. Các bước dần hoàn thiện rõ ràng căn nhà hơn khi lắp lên khung mái. Đây được gọi là một trong những đứa con tinh thần của nhà An Thịnh Phát. Chúng tôi phải thật kỹ để không bỏ sót bất kỳ vị trí nào, vừa để có thể ra một sản phẩm thật đẹp và mình giúp cho mọi người có thể chiêm ngưỡng thành quả sắp tới của chúng tôi.